Samsung giới thiệu máy giặt thông minh Bespoke AI với giặt cảm biến AI Wash, tích hợp 5 cảm biến thông minh, tự động phân tích độ bẩn và chất liệu sợi vải, tối ưu lượng bong bóng siêu mịn và điều chỉnh thời gian giặt, nhiệt độ và tốc độ vắt phù hợp, bảo vệ sợi vải tốt hơn 45%, tiết kiệm đến 70% điện năng. Samsung Bespoke AI, giặt thông minh, sạch hoàn hảo. Đón Tết lớn nhân 3 với gia dụng Samsung, mua ngay!